chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp Tranexamic Acid Serum với vitamin C để tăng cường hiệu quả làm sáng da. Và việc kết hợp hai thành phần hoạt chất này sẽ tạo ra một combo hoàn hảo cho việc chống lại tác động bất lợi từ tia UV của môi trường cũng như là làm sáng da một cách hiệu quả và nhanh chóng. Chúng ta cũng có thể kết hợp Tranexamic Acid Serum với Niacinamide để tăng cường hiệu quả làm sáng da cũng như điều trị nám. Niacinamide thì sẽ góp phần giảm cái tình trạng vận chuyển melanin lên các tầng phía trên của da, còn Tranexamic Acid thì sẽ ức chế enzyme tyrosinase. Và việc kết hợp hai sản phẩm này sẽ tạo ra một combo giúp tăng cường hiệu quả điều trị nám da lên gấp từ 2 cho tới 4 lần so với việc đơn trị liệu thông thường. Trong serum Tranexamic Acid đã có thành phần HAXS 2% là HA trọng lượng phân tử thấp, giúp cấp ẩm đa tầng và cấp ẩm sâu cho làn da. Và vì thế, chỉ với một bước serum duy nhất, chúng ta sẽ vừa có tác dụng làm sáng da cũng vừa cấp ẩm và phục hồi cho làn da. Và vì thế, với việc sử dụng Tranexamic Acid Serum, chúng ta sẽ không cần sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng ẩm. Tuy nhiên, với làn da nám kèm theo tình trạng khô da, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng ẩm và khóa ẩm trên nền da khô. Ví dụ ở đây chúng ta có thể tham khảo HA Gel hoặc là HA Cream. Vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, chúng ta sẽ sử dụng sau bước làm sạch, sử dụng serum Tranexamic Acid trên nền da ẩm, sau đó sử dụng kết hợp kem chống nắng. Vào buổi tối chúng ta sẽ sử dụng serum Tranexamic Acid trên nền da ẩm, sau đó có thể kết hợp với HA Gel hoặc là HA Cream. Sau các liệu trình làm xâm lấn ở mức độ trung bình cho tới sâu, chúng ta sẽ ưu tiên cho việc kháng viêm và phục hồi chuyên sâu cho làn da. Còn với những phương pháp xâm lấn ở mức độ nhẹ ở trên bề mặt da, chúng ta có thể sử dụng ngay serum Tranexamic Acid để tăng cường hiệu quả cấp ẩm cũng như làm sáng da và điều trị nám của serum này.